Truyền thông phòng khám cho trường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám cho trường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sáng nay thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cho trường yêu thương cho không và các thầy, là một chuyên gia tâm huyết trong lĩnh vực hỗ trợ bệnh nhân ung thư, thầy Thanh thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giúp đỡ bệnh nhân nâng cao kiến thức và tinh thần trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cho trường yêu thương cho không và các thầy. Tại buổi họp mặt, thầy Thanh đã tư vấn cách giữ gìn phác đồ, cung cấp thông tin về cách bảo quản thảo mộc, cách sử dụng thảo mộc đúng theo hướng dẫn của các y sĩ, cũng như những lưu ý khi sử dụng các loại thuốc bổ sung, cách nấu cháo nano, thảo dược nano, hướng dẫn cách nấu cháo nano và sử dụng thảo dược nano để tăng cường sức đề kháng cho bệnh nhân ung thư, hướng dẫn thể dục dưỡng sinh, hướng dẫn các bài tập thể dục dưỡng sinh phù hợp với bệnh nhân ung thư, giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện tâm trạng, phơi nắng sáng, chia sẻ về lợi ích của việc phơi nắng sáng đối với bệnh nhân ung thư và hướng dẫn cách phơi nắng đúng cách, ăn dặm trái cây theo tháp dinh dưỡng, tư vấn về chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh nhân ung thư, bao gồm các loại trái cây nên ăn và cách ăn dặm trái cây theo biểu đồ tháp dinh dưỡng. Lợi ích cho bệnh nhân ung thư là nhằm nâng cao kiến thức về cách tự chăm sóc bản thân. Buổi họp cung cấp cho bệnh nhân ung thư kiến thức về cách giữ gìn phác đồ, nấu cháo nano, sử dụng thảo dược nano, tập thể dục dưỡng sinh, phơi nắng sáng và ăn dặm trái cây theo tháp dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe và tinh thần. Việc áp dụng những kiến thức được chia sẻ trong buổi họp có thể giúp bệnh nhân ung thư nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần và tăng cường khả năng miễn dịch, kết nối với cộng đồng. Buổi họp là cơ hội để bệnh nhân ung thư chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với nhau, tạo ra một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. Buổi họp do thầy Nguyễn Tấn Thanh chủ trì là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư. Tham gia buổi họp, bệnh nhân được trang bị kiến thức về cách chăm sóc bản thân, cải thiện sức khỏe và tinh thần, cũng như kết nối với cộng đồng để cùng nhau vượt qua căn bệnh ung thư. Thưa thầy, con là bệnh nhân Ngô Thị Tươi đến từ Đắk Nông ạ. Thưa thầy, con là bị bệnh u mỡ thì bắt đầu từ năm 2018. Con thấy trong bụng nó nhói, nó đau. Rồi con đến bệnh viện ung bướu thì con khám thì bác sĩ nói là con thể mổ gấp chứ không có chần chừ, nó vỡ ra thì khỏi chữa luôn. Thì lúc đấy con cũng hoang mang, con cũng buồn lắm. Và đến lúc con mổ được 1 năm xong rồi lại tái phát lại, là con bị bệnh từ năm 2000 năm 98, là con mổ đến nay là 3 lần rồi. Con mổ 3 lần, là vào hóa chất 2 lần, 2019 là con vào hóa chất là một toa, là 6 toa, một lần là 6 toa, thì bệnh nó cũng đã ngưng lại rồi. Thì bác sĩ cho nghỉ này, thì là ngơ là không phải vào hóa chất nữa. Rồi được 1 năm rưỡi là 2023 là lại tái phát lại, thì con đã vào 8 toa rồi mà nó không, bệnh nó không bớt. Bác sĩ nói là bây giờ cái bệnh của cô là nó không bớt, là phải vào tiếp, là vào thuốc, cái thuốc của nước ngoài. Và nước ngoài là mỗi tuần là một mũi là 16 triệu. Con không có điều kiện khả năng để con vào thuốc tiếp. Để con xem ở trên mạng là con thấy cha điều trị yêu thương cho không ở đây, thì con đến đây con điều trị từ hồi tháng 8 đến bây giờ. Hôm vừa giờ con đã đi khám ở bệnh viện Thiên Ân, con đã tỉ máu ung thư là con hết rồi, còn u thì nó cũng bớt giảm. Bác sĩ nói là kết quả máu của cô là ok, không có vấn đề gì cả. Thì con cầm hồ sơ về thì thầy Thanh coi, thầy Thanh cũng xem, cũng bởi Thanh cũng giải thích, nói y như bác sĩ ở bệnh viện vậy. Thì hôm qua thầy Thanh nói là đến 27 này là
con được ra viện thì con vui mừng lắm. Còn cái thời gian con mới tới đây là điều trị được hơn một tháng là cha mất. Cha nhận bệnh nhân về nhận con là điều trị là con vui mừng lắm. Thì con điều trị được hơn một tháng là cha mất. Thì lúc đấy chúng con no buồn và hoang mang lắm. Thì cha mất thì nghĩ bảo cha mất rồi là cha để điều trị, mà bây giờ các thầy thì không biết rồi là các thầy có điều trị tiếp tục được cho chúng con nữa hay không. Thì lúc đấy bệnh nhân hoang mang lắm, cha mất rồi cũng nhiều bệnh nhân cũng chán nản rồi, cũng có người về người ở lại, con cũng kiên trì. Con thời gian đấy là con cũng buồn lắm. Thì lúc đấy là phòng khám là bị phá rỡ, thì con nghĩ là không biết thì các thầy có phương tiện để giúp chúng con nữa không. Thì thời gian đó là cũng mọi người cũng hoang mang, thì con cũng cố gắng. Thì thầy Tiến với thầy Thanh ngày nào các thầy cũng nhắn tin là thôi các bệnh nhân cứ cố gắng, đừng có hoang mang, cứ cố gắng lên thì có các thầy sẽ hỗ trợ, hay có cái gì là các thầy là nhắn tin cho thầy, các thầy giúp đỡ. Thì sau được ít bữa là các thầy nhắn tin là các thầy mượn rẹt về, các thầy căng lên để giúp đỡ bệnh nhân để khám trở lại. Các thầy cũng thương nhớ bệnh nhân lắm, rồi cũng lo cho các bệnh nhân, rồi không biết sao. Là lúc đấy nghe tin là thầy Thanh nhắn tin là phòng khám các thầy khám trở lại, chúng con vui mừng lắm. Chứ thật sự là cả những cái lúc đó là cứ cố gắng bảo thôi cố gắng ở lại một tuần nữa đi xem như thế nào, chứ khuấy mà không ấy là về. Nhưng mà nghe được tin nhắn của thầy Thanh nhắn tin là phòng khám là các thầy là khám trở lại thì bệnh nhân cứ yên tâm đi, các thầy sẽ giúp đỡ cho bệnh nhân, là lúc đấy cả con vui mừng lắm là cứ cố gắng. Thì đến đây thì các thầy cũng yêu thương cho không hết, các thầy cũng nhiệt tình mà quan tâm đến các bệnh nhân lắm. Ai cũng thầy nào cũng vậy, thầy nào cũng vui vẻ tận tình giúp đỡ. Thì đến đây thật sự là con đến ngày hôm nay là con được các thầy giúp đỡ mà điều trị cho con là con cũng vui mừng lắm. Con lại mẹ bảo từ cõi chết trở lại rồi, cho nên là con không biết là nói gì hơn. Con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha và các thầy rất là nhiều đã giúp đỡ cho con, để điều trị cho con, để con có ngày hôm nay được sớm được về với gia đình. Là con cũng chân thành cảm ơn Chúa, tạ ơn cha và các thầy rất nhiều. Nguyễn Thị Dung, ấp Hộ, xã Tân Điền, Phò Công Long, tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Cái bệnh của chị đầu tiên là triệu chứng như thế nào, rồi mình bị vô trị ở bệnh viện nào? Triệu chứng là vú nó bị tràn dịch phổi, rồi chuyển lên Ngọc Thạch. Ngọc Thạch thì như làm siêu âm đồ ấy thì thấy không được, là qua hòa hảo tổng quá là biết cái vú nó di căn. Thì bên đó trị sao? Vú di căn thì giờ chuyển qua ung bú cơ sở 2. Cơ sở 2 thì hẹn đâu mà không cho thuốc to men gì á. Ủa, rồi bên đó tư vấn mình như thế nào? Tư vấn như mà mới vô á thì làm xong rồi á thì nó kêu mình đi đóng tiền tạm ứng nhập viện, đóng 3 triệu thì đi lại cái bác sĩ nói là giờ chuyển qua mấy cô y tá coi hồ sơ á, rồi nói giờ là đi cho đi xạ hành xương rồi về thì cái xã anh xương không có thuốc, rồi nói chị cho số điện thoại chị nào có thuốc là lên. Thì thấy mười mấy ngày nửa tháng gì không có điện đài mình cho số điện thoại, chứ nhà bác sĩ đó đâu có số điện thoại mình đâu mình điện. Thì thấy như vậy cháu không ổn thì mới lên mình xin mình hồ sơ lại, mà nhưng không có cho hồ sơ lại. Thì nó nói giờ rút tiền thì cho rút tiền về đi trị bệnh thì đi, chứ không có cho hồ sơ. Để có hồ sơ ở nhà đem xuống xã đó, đem xuống với xã đặng người ta hỗ trợ á, rồi xin cái đó ra photo lại rồi đem lên đây. Hoàn cảnh gia đình chị thấy sao? Thì cũng chồng thì đi ghe. Còn chị làm gì?
ở nhà như nó đi tỉa cãi tự quế đâu vậy đó. Thu nhập sao? Thì cãi tự quế những cái khi có hay không. Còn đi ghe thì hôm nay như đi ghe ngày vô á thì gió mái đâu cũng không có đi. Nghỉ với bệnh về ông nghỉ với nhà còn hai đứa nhỏ đi mận công ty. Nhà có xã hội nghèo cận nghèo gì không? Vô nghèo rồi. Rồi tiền đâu đi chữa bệnh? Như là mấy cô đồ đó, mấy cô ở trồng sớm rồi người ta cho. Rồi sao biết ở đây qua đây? Có cái anh sĩ anh trị lâu rồi đó. Hồi đó anh đi không nổi đó, anh trị hết rồi anh nói với người em. Anh cũng ở xuống mà xuống hoài á. Là anh dắt anh mời anh đón lên. Khi mà trị trị với bệnh viện rồi tiền đâu trị? Bệnh viện vô thì cũng mới thì có mấy anh em á. Mấy anh em cho điện cái có như con hồi đó là có bảo hiểm. Bảo hiểm đến 80% này vô hòa hảo là tổng quát là nói là tổng quát là tiền để dịch vụ. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.